Hi, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì mình là Duy hay còn là Daniel. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về React thông qua việc làm project. Nhưng mà chúng ta sẽ học thêm một thứ nữa, đó chính là Redux và Redux Toolkit. Thì thông qua cái video này các bạn sẽ biết được là Redux là gì, tại sao chúng ta lại dùng Redux và cách xài Redux và Redux Toolkit ở trong cái project này. Thì thông qua cái video này các bạn cũng có thể mài dũa thêm skill về React của các bạn để cho nó bén hơn. Và nếu mà bạn nào chưa biết cách setup React cũng như React cơ bản thì các bạn có thể tham khảo hai video trước mình có nói về React cơ bản, thì các bạn có thể tham khảo. Thì ok, bắt đầu thôi. Ok, thì hôm nay cái project của tụi mình sẽ là một cái Reddit blog. Thì nếu bạn nào mà xài Reddit rồi thì các bạn có thể nhận ra cái avatar này là nó đến từ Reddit, rất là dễ thương. Thì các bạn có thể thấy đây chưa có gì hết, thì các bạn thấy cái nút edit dưới đây nè, đây là tên mình, tuổi, rồi muốn ghi gì đó cũng được. Thì bây giờ bấm edit nha. Giờ bây giờ mình đổi tên, cho đại tên là Kelly đi, tuổi là 20. Rồi about thì mình cho bộ mình bảo là I'm a girl. Rồi khúc dưới đây thì các bạn có thể được chọn profile picture, tức là cái ảnh đại diện của các bạn á. Thì giờ bộ mình thích con mèo này thì mình chọn con mèo này. Rồi cái theme là cái ảnh bìa, cái màu ảnh bìa á. Thì giờ bộ mình muốn chọn màu này thì mình chọn nè, rồi bấm ok. Thì cuối cùng á, mình sẽ có nút save, thì mình nhấn vào đó. Thì các bạn thấy loading không? Thì khi mà loading xong rồi thì các bạn sẽ thấy là những cái thông tin mình vừa ghi trên đây nó được thay đổi, cũng như là cái ảnh màu của cái ảnh bìa. Nhưng mà chưa hết đâu nha. Thì các bạn xuống đây các bạn thấy dấu cộng không? Nhấn vô nó. Thì bây giờ các bạn có thể thêm một cái post mà các bạn muốn. Thì bộ mình ghi là this is my first post. Đây là cái post đầu tiên của tôi. Description thì mình cho bộ mình cho là today is Friday. Đó. I'm very happy. Rồi tiếp tục, cho bộ cái tag thì bạn nào xài Reddit rồi thì các bạn có thể biết là cái tag này nó sẽ có trong Reddit. Thì mình sẽ chọn cái tag shit post đi. Đó. Rồi bấm nút post. Thì các bạn có thể thấy khi mình bấm nút post á thì nó sẽ hiện cái bài đăng của mình trên đây. Rồi mình có thể đăng nhiều bài nữa. Cho bộ this is my second post. Hi. I'm Kelly. Kiểu vậy. Rồi, giờ bọn mình chọn cái tag mới là mood. Thì bấm nút post vào. Thì giờ các bạn thấy nó hiện hai bài đăng, và cũng như là cái tag, và cũng như những cái thông tin này nó đều dựa vào cái mình đăng trên đây nè. Đó. Thì cái project của mình sẽ là như thế. Nhưng mà cái mấy cái bài đăng này nó chỉ tồn tại ở cái lần render này thôi. Khi mà mình reload lại á thì mọi thứ nó sẽ quay về như cũ hết, tại vì mình không có cái database trong cái project này. Thì có thể trong tương lai mình có thể kết nối với lại một cái database khác, một cái database screen của mình để lưu trữ mấy thông tin này. Nhưng mà hiện tại thì khi mà bạn đăng bài, bạn chỉ cần bấm nút reload cái trang lại thì nó sẽ mất hết, tại vì nó chỉ tồn tại ở trong cái local này thôi. Thì ok, thì thông qua cái project này các bạn có thể học được thêm về React cũng như là Redux, Redux Toolkit, cũng như cách để handle cho bộ lấy một cái data từ một cái server, một cái API này nọ. Thì bắt đầu thôi. Ok, thì cách setup cái project này sẽ tương tự như là hai cái project trong hai video trước. Thì chúng ta sẽ có một cái folder chung, ở đây mình đặt là React, Redux, Reddit. Và trong cái folder chung này chúng ta sẽ có hai folder riêng, đó là một folder backend và một folder frontend. Thì trong cái folder frontend này sẽ là cái React của mình. Thì nếu bạn nào chưa biết thì các bạn có thể coi video trước để tham khảo cách setup React. Thì đơn giản mình chỉ cần gõ comment là npx create react app cùng với dấu chấm. Thì dấu chấm này để nó tạo folder React ở trong bên trong cái folder frontend của mình luôn, khỏi phải đặt tên mới. Đó, thì sau khi cái đó thì các bạn sẽ thấy là trong cái phần source nó sẽ có nhiều mục, nhưng mà trong đây mình xóa bớt rồi, chỉ chừa lại ba thằng này duy nhất thôi. Đó, thì các bạn tạo xong các bạn nhớ xóa đi những cái mà có liên quan tới những thứ đã xóa, thì mình đã nhắc tới trong video trước, các bạn có thể tham khảo. Rồi, trong thằng app.js này thì mình chỉ còn hai cái thằng div này thôi, không còn gì hết ở bên trong hết. Rồi app.css mình cũng để trống luôn. Thì đó là folder frontend. Còn backend thì mình chỉ đơn giản là mình chuyển qua backend rồi mình bấm npm init tương tự như hai project trước để mình tạo cái package.json thôi, chứ chưa làm gì hết. Thì trong cái project này á, chúng mình sẽ bắt đầu với thằng frontend trước. Tại vì thằng backend nó không có gì nhiều đâu. Thằng backend chủ yếu là để mình giới thiệu cho các bạn về cách để handle API call từ backend qua Redux thôi. Cho nên thằng backend mình sẽ không đụng nhiều, mình sẽ tập trung vào thằng React nhiều hơn. Thì ok, thì bắt đầu thôi. Thì cái project hồi nãy, cái demo hồi nãy mà mình cho các bạn coi á,
Thì các bạn có thể thấy là lúc bắt đầu thì nó sẽ có một cái mục hiện cái tên, cái tuổi và cũng như là cái description nói về bạn là ai. Và trong cái project này á, mình sẽ xài mobile view thôi, thì mình sẽ làm nó trên điện thoại thôi, chứ mình không có xài trên desktop, tại vì Reddit mà trên desktop thì nó hơi xấu. Thì để các bạn hiểu rõ hơn thì mình sẽ bấm npm start để cho chạy cái phần này này cái. Bộ mình gõ hello world ở đây đi để cho nó có cái gì hiện lên cái browser trước cái đã. Rồi mình gõ npm start. Đó thì để mình load lại cái localhost 3000 cái. Đó thì bây giờ các bạn sẽ thấy nó hiện cái hello world là cái nãy đó. Thì như mình nói, cái project này mình sẽ làm trên mobile view. Thì giả bộ giờ mình tắt đi. Đây là desktop view nha. Còn bạn nào muốn có mobile view các bạn có thể vô chuột phải rồi bấm inspect ngay đây nè. Đó, rồi trong đó các bạn có thể nhấn cái nút trên đây nè. Rồi, mình thì mình sẽ chọn iPhone 11 Pro Max. Đó, tại vì nó bự nên dễ làm việc nhất. Thì bạn nào thích thì bạn có thể chọn mấy cái khác bạn thích, còn mình thì mình chọn iPhone 11 Pro Max thôi. Và cũng như mấy cái style CSS của mình, nó cũng sẽ dựa trên cái iPhone 11 Pro Max. Nên bạn nào muốn chọn điện thoại khác thì các bạn có thể chỉnh cái CSS trong cái video này một tí để nó đẹp hơn. Còn mình thì mình sẽ xài iPhone 11 Pro Max. Và mình sẽ để vậy để mình làm luôn. Ok, thì bắt đầu thôi. Thì để bắt đầu làm cái đó, mình sẽ tạo một cái folder gọi là Components. Components. Đó, lúc nào mình có một folder này hết. Và trong cái component này, mình sẽ đặt có dấu viết hoa này chưa đi, cho nó đẹp. Đó, rồi trong cái component này mình sẽ tạo một cái folder nhỏ khác. Mình sẽ đặt tên nó là header. Đó, header. Thì cái folder header này nó sẽ chứa mấy cái thông tin của mình, mấy cái mà tên, tuổi, rồi cái ảnh bìa này nọ cho đẹp á. Thì bên trong cái header này mình sẽ tạo một file nữa. Mình sẽ đặt tên nó là header.jsx. Đó. Rồi, SFC. Đặt tên header. Rồi mình sẽ để React Fragment để nó không bị lỗi. Rồi cho bộ mình chọn là This is my header thôi. Đơn giản như thế. Rồi. Bây giờ trong cái app.js của mình thì mình sẽ muốn lấy cái header nó ra. Thì thay vì mình để hello world như vậy, mình sẽ lấy header của nó ra. Đó, nó sẽ tự import cho mình. Rồi bây giờ khi mà mình lưu lại, các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện This is my header thay vì cái hello world hồi nãy. Thì chứng tỏ là cái header của mình đã được import thành công rồi. Thì trước hết, mình sẽ chỉnh cái style của thằng app.css này trước. Thì để mình copy paste cái style mình có sẵn vào thôi. Đó, để hồi các bạn khỏi cần phải chỉnh mấy cái CSS này nọ hết. Đó. Thì mấy cái file CSS mình sẽ để ở dưới comment hoặc là trong phần mô tả. Tại vì cái này là mình muốn chủ yếu nói về React chứ không phải là CSS. Nên mấy cái phần CSS này nọ mình sẽ copy paste vào thôi. Cho các bạn tiện. Khỏi phải bận tâm tới CSS làm gì cho nhiều. Rồi, ok. Giờ mình có thằng header rồi. Mình sẽ làm việc thằng header trước. Ok, thì mình sẽ vô header này. Rồi, để coi mình sẽ bắt đầu làm như thế nào đây. Thì trước hết mình sẽ tạo một cái header. Đó, mình đặt tên nó header thay vì div cho nó có ý nghĩa. Rồi, thì trong cái header này mình sẽ có một cái gọi là info container đi. Để nó chứa toàn bộ thông tin của mình luôn. Đó, để hỏi mình có dùng flexbox hay gì đó thì nó dễ hơn. Rồi, thì nếu mà các bạn nào nhớ thì mình sẽ có một cái phần edit ở bên góc phải á, thì mình sẽ đặt tên nó là info edit. Mình đặt nó là edit nha. Đó. Rồi tiếp tục ở dưới đây mình sẽ có một cái image để chứa cái avatar của mình. Thì mình sẽ đặt cái tên class name của nó là info ava. Đó. Lúc nào mình có cái chữ info đằng trước này hết để mình biết là nó thuộc về mấy thằng này. Rồi cuối cùng là cái chi tiết xem nó là cái gì thôi. Đó thì nó dễ hơn kiểu như code style thôi. Thì cái source thì hồi mình sẽ bỏ vô. Tiếp tục mình sẽ có một cái div đặt tên là info username đi. Thì cái này nó sẽ chứa tên của mình. Đó, với bọn mình để là Daniel Chương. Thì bây giờ mình chưa có logic gì hết thì mình cứ để thẳng cái tên mình vô thôi. Thì mình chưa có logic gì để kết nối gì nó hết. Thì mình chỉ cần để thẳng nó vô thôi để xem cái style nó đúng chưa cái đã. Rồi tiếp tục là tuổi của mình 20. Đó, years old. Đó, bạn nào chưa biết thì là mình là 20 tuổi nha.
Tiếp tục, mình có một cái phần mô tả về bản thân, about. Mình sẽ gõ là I'm a software engineer. Còn bạn muốn để gì thì bạn để. Rồi. Trước hết mình sẽ style nó. Thì cách style nó mình sẽ thêm một file CSS. Mình sẽ đặt tên là header.css. Rồi như mỗi khi mình sẽ copy và paste cái CSS mình có sẵn. Đó, cho các bạn tiện. Thì nó sẽ có hết cái style ngay đây. Rồi để xài CSS thì các bạn phải import nó. Đó, import header.css như thế này. Rồi giờ lưu. Đó, thì giờ nó sẽ hiện cái background màu đen. Rồi như thế này. Đó, thì nó cũng giống giống cái sắp xếp như hồi nãy rồi. Chỉ thiếu là cái avatar thôi. Thì cái avatar mình sẽ lấy từ trên mạng về. Thì để mình lấy cái avatar từ trên mạng về. Cái URL của nó. Thì nó, cái link nó hơi dài. Nhưng mà không sao, miễn là nó hoạt động là được. Đó, nó sẽ trông như thế này. Thì đây là cái avatar của mình. Giờ mình lưu lại thử. Đó, thì nó hiện cái thằng hồi nãy. Giống như là trong cái demo bạn thấy á. Đó, thì nó đã hiện ra rồi. Tốt. Thì đó là cái phần header của mình. Nhưng mà giờ mình muốn có một cái background xung quanh cái header đã. Chứ màu đen thì nhìn xấu lắm. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái background cho nó. Thì mình sẽ add cái style cho header này. Thì nếu mà bạn để trong CSS nè, mình đã có cái một header trên đây rồi. Nhưng mà mình không để cái background color cũng như là cái background image này nọ. Mình sẽ để một dạng là inline style, tức là mình gõ thẳng trong đây luôn. Đó, thì lý do mà mình làm như vậy á là tại vì tí nữa cái thằng edit của mình sẽ dùng nó để chỉnh cái thằng header, tức là mình sẽ đụng chạm thằng background color cũng như là cái background image. Bởi vậy mình không muốn nó nằm trong cái CSS, mình sẽ muốn nó nằm ngoài đây. Để hồi mình có edit nó thì nó sẽ thay đổi thẳng trong đây luôn, thì nó sẽ tiện hơn. Với lại mình cũng sẽ chỉ các bạn về inline style luôn. Thì cách mà các bạn gõ thẳng style ở trong React á, thì các bạn có thể hai dấu ngoặc curly braces này nè, rồi các bạn gõ vào bộ background color. Đó, nó phải như thế này. Rồi trong đó các bạn có thể chọn cái màu mà bạn muốn. Thì cái màu mà mình muốn sẽ là màu cam này. Đó, sẽ là màu cam này. Các bạn phải để nó trong cái ngoặc như thế này. Đó, thì giờ nếu mà mình lưu, các bạn sẽ thấy là nó hiện màu cam như này nè. Đó, nhưng màu cam này thì nhìn hơi xấu quá. Các bạn thấy trong cái demo của mình nó có cái gradient nó rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ thêm gradient vào cho nó đẹp hơn. Chứ nếu mà cái màu nó phẳng như vậy thì nó rất là xấu. Thì để thêm gradient vào, mình có thể thêm một cái property mới nữa. Mình bấm dấu phẩy vậy thôi. Rồi mình chọn background image. Background image. Đó, linear gradient. Linear. Phải có dấu ngoặc này. Linear gradient. Rồi, 180 degree. Tiếp tục là cái màu của mình hồi nãy. Là màu này. 180 degree phải cái này. Rồi, này là cho 2%. Rồi, tiếp tục màu tiếp. Cái này chỉ là cái style thôi, chứ các bạn cũng đừng có lo là cái này nó có ý nghĩa gì. Các bạn thích thì các bạn copy paste này vào thôi. Đó, thì cái này là cái style của cái phần thằng inline của mình. Đó, thì nó sẽ trông như thế này. Giờ mình lưu lại thử xem nó có hoạt động không. Đó, thì chủ yếu là cái linear gradient ở đây của mình là nó tạo một cái màu đen đen với một cái màu cam cam ở giữa vậy. Nhìn cho đẹp tí, chứ hồi nãy các bạn thấy cái màu cam thì nó hơi phẳng quá, thì nhìn nó hơi bị xấu. Đó, thì đó là lý do mà mình có cái linear gradient như thế đó. Thì các bạn thấy giờ cái này nó đã hoàn thiện rồi. Nhưng mà cái nút này nó chưa có nhấn được gì hết á. Nó chỉ là như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ làm cái phần edit nha. Thì mình sẽ tắt cái header đi. Thì trong mặt app này nè, mình sẽ có một thằng edit. Thì cái logic nó như thế nào? Cái logic của nó là khi mà mình nhấn cái nút edit này, thì cái component edit á, nó sẽ hiện ra. Rồi còn component này, cái component edit á, nó sẽ hiện ra. Khi mình nhấn thằng edit, cái thằng edit nó sẽ hiện ra, nó sẽ che hết component này. Đó, thì cái che hết á, nó chỉ thuộc vào cái style thôi. Thì giờ mình cho một cái style che hết trơn nó thì coi như là xong. Thì nhấn vô vậy, che hết là xong. Thì để làm như thế, mình sẽ tạo một state. Mình sẽ đặt tên nó là const isEdit và setEdit useState.
False. Thì cái state này nó sẽ có trách nhiệm là điều khiển khi mà bạn nhấn nút thì cái này sẽ là true, thì nó sẽ hiện cái thằng edit. Còn khi mà bạn tắt nó đi á thì nó sẽ mất cái phần edit nó đi. Thì cái state này nó có trách nhiệm như thế. Rồi. Trước hết mình sẽ tạo một cái edit page trước đi. Mình sẽ vô component. Này nè, mình tạo một folder mới. Mình sẽ đặt tên folder đó là edit. Edit. Rồi bên trong này mình sẽ tạo một file mới đặt là edit page. Thì cái component này nó sẽ trách nhiệm cái việc mà hiện cái edit đó ra. Đó, SFC edit page. Right, this is edit page. Đó, đơn giản như thế thôi. Thì giờ mình import nó vào edit page ngay đây nè. Đó, thì nếu bây giờ mà mình lưu á, nó sẽ hiện cái thằng edit page ngay đây luôn, tại vì mình chưa có logic gì hết. Nhưng mà nếu mà mình thêm cái bộ mình cho thằng set edit, mình chuyển thằng set edit vô thằng header đi. Đó, mình chuyển thằng set edit vô thằng header. Thì mình chuyển nó vô header thì mình phải mở header ra để mình nhận lại. Props cons. Nãy mình đặt là set edit thì mình sẽ lấy nó ra y chang vậy, bằng props. Rồi, mình truyền nó để làm gì? Thì bây giờ khi mà bạn nhấn nút edit nè, các bạn thấy cái nút edit không? Khi bạn nhấn cái nút này thì nó sẽ biến cái thằng này thành true, để nó hiện cái pop up của mình lên. Thì để làm được như thế, mình sẽ phải thêm một cái event. Mình sẽ đặt tên nó là onClick. OnClick event, mình sẽ đặt tên nó là handle edit đi. Nó hiện màu đỏ tại vì mình chưa có nó, thì mình phải tạo nó, const handle edit. Đó. Thì bên trong đây á, mình sẽ set cái edit này nó thành true. Mình lưu lại. Thì bây giờ mỗi khi mà bạn nhấn cái nút edit này nè, thì cái thằng is edit á nó sẽ thành true, nhưng mà giờ nó vẫn như vậy thôi, nó không có thay đổi gì hết. Thì để mà nó muốn mày muốn nó tắt và nó hiện á, các bạn phải dùng tới conditional rendering. Giống như video mình trước mình đã nói đó, thì nó sẽ như thế này. Thì mình sẽ mở ngoặc nhảy. Khi mà thằng isEdit nó false, nó true đi, nó true, thì mình sẽ render gì. Còn khi nó false, nó sẽ render gì. Thì khi mà nó true á, mình sẽ muốn hiện cái thằng edit page này ra. Đó. Còn khi mà nó false á, mình sẽ muốn hiện thằng header này ra. Đó, sẽ như thế này. Lưu lại để coi nha. Thì bây giờ khi mình bấm nút edit, các bạn sẽ thấy là nó mất tiêu cái thằng header rồi. Đó, thì nó đã mất tiêu cái thằng header. Đó, thì đó là conditional rendering. Ok, để mình mở lại localhost. Đó, thì khi bấm edit nó sẽ qua một cái phần, nó sẽ qua cái component edit của mình. Thì trong cái component edit đó mình có thể style nó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu style cái thằng edit nha. Thì vô cái thằng edit page này. Thì đây là cái lúc mà mình sẽ thêm mấy cái form input này nọ để có thể thay đổi cái username của mình. Thì mình sẽ bắt đầu bằng cách tạo một cái form. Đó, tại vì mấy cái input này nó sẽ là dạng form để họ mình có thể submit nó. Rồi bên trong cái form này mình sẽ có một cái container. Lúc nào cũng phải có một container hết để họ style CSS nó dễ. Trước hết mình sẽ có một cái nút đặt tên là close đi, hay là save gì đó tùy các bạn muốn. Thì cái nút này sẽ là cái nút mà khi mà bạn nhấn vào nó sẽ lưu lại toàn bộ thông tin. Đó, thì cái nút save hoặc là close gì đó tùy các bạn. Rồi tiếp tục là mình tạo một cái edit profile. Thì trong đây nó chỉ là ghi cái title thôi, là edit profile. Rồi tiếp tục, đây là sẽ là cái nơi mà nó sẽ chứa mấy cái input của mình. Mình sẽ đặt là input container đi. Đó, thì mình sẽ đặt tên là input container như thế. Thì bắt đầu mình sẽ làm cái input. Trước hết là cái input để đổi tên. Thì mình sẽ input type text.
Mình sẽ có cái label trước đi, label. Thì cái label mình sẽ đặt tên là username hay gì đó, tùy các bạn. Username. Rồi cái input mình sẽ đặt cái class name. Thì cái class name của mình bạn muốn đặt class name là gì cũng được để cho CSS nó tạo cho dễ thôi. Thực ra thì mình không cần cái class name cho lắm. Thì mình sẽ xóa cái class name này đi. Này mình để thành display name đi cho nó ý nghĩa, display name. Đây không hẳn là username nữa, đây là display name đi. Rồi, input này là type text, là dạng text. Rồi, mình sẽ có cái placeholder. Đó, thì cái placeholder là hiện cái tên của các bạn. Thì bây giờ mình chưa có logic hết, mình sẽ đặt là Daniel Chương. Đó, thì giờ nếu mình lưu thử xem nó ra sao. Khi bấm edit, các bạn sẽ thấy nó hiện cái nút save cái input của mình cũng như cái tên của mình nằm bên trong. Đó, mặc dù nhìn nó hơi xấu nhưng mà nó đã hiện ra rồi. Thì ok. Thì tiếp tục ngoài cái display name đó ra, mình sẽ còn những thứ như sau. Mình sẽ có một cái chỗ để làm cái tuổi. Đó, thì mình làm y chang vậy thôi, label. Nhưng mà thay vì display name, mình sẽ để là age để chỉnh cái tuổi của mình. Rồi, trong dưới input này, cái placeholder mình sẽ để là 20. Bây giờ mình sẽ gõ trực tiếp nó vô luôn, chứ nó chưa có được chuyển từ đâu hết. Bởi vậy mình gõ thẳng là Daniel Chương với 20 luôn. Tí nữa mình sẽ thay đổi nó sau. Rồi, tiếp tục. Cuối cùng là cái phần description. Thì cái phần description label của nó mình sẽ đặt tên là about đi. Đó, mình sẽ đặt tên là about, kiểu như là mô tả về bản thân á. Thì thay vì thằng xài thằng input, mình sẽ thằng xài thằng text area. Tại cái thằng text area này á, nó được cái là nó có thể xuống hàng khi mà nó chạm tới cái độ ngang nhất định. Trên thằng này nó có thể làm cái input của bạn bự hơn. Thì mình sẽ xài thằng text area trong trường hợp này. Mình sẽ đặt tên nó là class name input about đi. Đây này là text area. Rồi, bên trong đây thì không cần bỏ gì trong đó hết. Đó, nó chỉ đơn giản là thằng text area như vậy thôi. Các bạn thích thì các bạn xóa cái này đi, rồi các bạn thêm dấu sạch trong đây cũng được. Rồi giờ mình lưu lại xem nó ra sao. Edit. Đó, thì nó hiện một đống như vậy, nhìn nó rất là xấu. Tại vì mình chưa có thêm CSS vào. Thì bây giờ mình sẽ thêm CSS vào. Mình sẽ tạo một cái CSS gọi là edit.css đi, edit.css. Rồi, bây giờ mình chỉ việc mình copy paste. Thì tại vì mình copy paste tất cả cái CSS trong cái edit này trong suốt video luôn. Bây giờ nó sẽ có những cái class mà bạn sẽ thấy nó không có. Chưa có thôi chứ phải không có. Nhưng mà kệ nó, không sao hết. Rồi, giờ qua đây. Để xem, giờ mình load lại. Nó sẽ chưa có tại vì mình chưa có import nó vào. Để mình import nó vào cái đã. Import edit.css. Rồi. Ồ, giờ nó tụt xuống đây. Đó, giờ nó bị tụt xuống đây. À, mình biết tại sao rồi. Tại vì cái thằng Edit Container này nè, nó phải bao quanh tất cả mọi thứ. Chứ hồi nãy bạn thấy nó bị mất cái này nè. Đó, thì mình xóa đi. Cái đây. Rồi, mình sẽ tạo một cái div đóng lại ngay đây. Mình đổi thành thằng section đi, cho mình biết là cái phần này là nguyên cái phần section luôn. Thì mình sẽ lưu lại. Đó, thì bây giờ nó đã được nhất lên trên nè. Đó, ổn áp. Rồi, thì giờ mình đã có cái tên hiển thị, cái tuổi và cái phần about. Thì bây giờ các bạn nhớ là trong phần demo mình có cái phần là profile picture. Thì cái phần profile picture là nó sẽ có một đống cái hình để mình chọn, như kiểu là avatar của mình. Thì bây giờ mình sẽ làm cái phần đó luôn. Ok, thì bây giờ sẽ làm cái phần đó thôi. Thì mình sẽ vô cái thằng edit page. Đó, là cái thằng này nè. Thì mình sẽ tạo cái phần đó. Label. Profile picture.
Rồi trong đây mình sẽ tạo một cái container nữa để chứa mấy cái hình ảnh đó. Container. Thì trong đây sẽ là một đống bức hình. Đó, mình có thể chọn. Nhưng mà mình làm từng bức hình, từng cái image, bức hình, cái tag này nọ. Trong đây thì nó sẽ bị trùng lặp hơi nhiều. Thì thay vì mình làm như thế, mình có thể làm tạo một cái array cho riêng mình. Một cái array. Rồi trong cái array này á, mình có thể bỏ mấy cái link của mấy cái hình ảnh đó. Mình đặt là ava url đi. Rồi trong đây thì sẽ có mấy cái link của mấy cái hình ảnh. Thì bây giờ mình sẽ copy paste mấy cái link của cái hình ảnh đó. Đó. Không cần cái này. Đó thì mình chỉ đơn giản mình tạo một cái biến thôi, một cái array thôi. Thì trong cái array này nó sẽ có những bức hình, tổng cộng là 8 bức thì phải. Đó, thì mình lưu lại. Thì để mà lấy từng bức hình trong đây ra, dưới đây nè, mình muốn lấy từng cái đó ra thì mình phải dùng map để loop qua từng bức hình rồi hiển nó. Thì mình có thể mở ngoặc curly braces ava url chấm map. Rồi bên trong đó mình có thể đặt tên mình muốn, thì mình đặt lại url đi, không quan trọng. Thì nó sẽ return một cái dãy hình ảnh image. Thì các bạn thấy trong cái mục source này nè, thì mình sẽ bỏ URL vào bên trong. Thì có nghĩa là cái URL là từ đây nè. Thì source URL có nghĩa là nó sẽ lấy từng cái trên đây nè. Đó, nó sẽ loop qua từng cái và nó hiển thị cho các bạn. Nó sẽ bỏ vô thằng source này và nó hiển thị ra. Rồi, mình sẽ cho nó một cái class name. Đặt tên nó là input image. Như thế. Rồi, alt. Vậy thôi. Lưu lại thử xem nó có hoạt động đúng như mình muốn không. Đó, thì bây giờ nó hiện như thế này. À, thì cái phần input container nè, mình không cần cái div này. Đó, mình không cần cái div này. Tại vì mình chưa kết thúc cái phần input của mình. Thì mình sẽ không cần cái div ở ngay đó. Lưu lại coi. Đó thì bây giờ nó đúng rồi nè. Đó thì bây giờ nó có mấy cái profile picture là mấy cái đứa hồi nãy mình thấy đó. Đó cùng với tên, tuổi, about này nọ. Thì cuối cùng là cái phần theme. Thì mình làm cái phần đó nốt luôn. Thì mình sẽ tạo một cái input mới. Mình đặt nó là theme container đi. Thì label, mình sẽ đặt tên label của nó là theme. Rồi input. Thì cái input này sẽ là cái input dạng color. Thì input dạng color khi mà bạn lưu á, bạn sẽ thấy là nó hiện cho các bạn cái này. Và nó sẽ tự hiện bảng màu lên cho các bạn. Đó. Thì cái đó là chức năng của thằng input dạng color. Thì rất là thú vị phải không? Input dạng color. Rồi, mình sẽ đặt nó một cái class name luôn là theme color. Như thế. Đó. Thì bây giờ nó sẽ như thế này. Nhưng mà để mà lưu thông tin của mấy đứa này, mấy cái input này nè, thì mình phải dùng tới useState để thực hiện mấy cái hành vi khi mà mình nhấn vô đây. Thì nó sẽ được lưu giá trị này ở đâu đó. Thì cái được lưu ở đâu đó nó sẽ là thằng useState. Thì mình sẽ lên trên đây. Thì mình có một, để xem mình có bao nhiêu cái input tổng cộng nha. Mình có 1, 2, 3. Cái này cũng là một dạng input luôn. 4, 5. Mình có 5 input tổng cộng. Thì chứng tỏ mình sẽ có 5 thằng useState để mà điều khiển nó, để mà lưu trữ mấy cái giá trị mà mình nhập vào. Thì trước hết mình sẽ cần useState của thằng tên của mình. Name, set name đi. Thì giá trị ban đầu bạn muốn đặt là gì đặt. Mình đặt là Daniel đi. Hoặc là Daniel Trương tùy bạn. Rồi tiếp theo sẽ có một cái useState là để lưu trữ cái tuổi. Age, set age. UseState cho mình nó một cái tuổi. Rồi tiếp tục là phần about. Set about. UseState.
Rồi phần about này các bạn muốn bỏ gì cũng được. I'm a software engineer. Rồi cuối cùng là cái theme. Đó, thì cái theme. Set theme. Use state tip. Thì cái theme ban đầu của mình sẽ là cái màu cam cam hồi nãy. Cái màu cam cam cánh bìa hồi nãy. Thì nó sẽ là hashtag FF9051. Là cái màu cam hồi nãy đó. Rồi, mình còn thiếu cái thằng ảnh nữa. Đúng rồi, còn cái thằng ảnh. Mình sẽ đặt tên là URL, set URL. Use state. Thì cái ảnh ban đầu của mình sẽ là cái avatar lúc đầu của mình. Thì để mình copy cái URL đó vào. Đó, thì nó sẽ là thằng này đây. Bỏ hai ngoặc này đi. Đó, nó sẽ là thằng này. Đó. Đây, thì bây giờ mình đã có đủ 5 cái useState để mà mình lưu trữ nó khi mà mình thay đổi trong cái input này. Thì cách thay đổi nó, cách lưu trữ nó khi thay đổi input nó sẽ như thế này. Thì trong cái thằng input này, đây, cái này là input để chuyên về handle thằng username. Mình sẽ đặt là set. Mình sẽ dùng onChange event. Đó. Thì trong đây mình sẽ có y tượng trưng cho event. Rồi. Trước hết mình sẽ console.log cho các bạn coi là cái thằng onChange này nó làm cái gì. Console.log a.target.value lúc nào cũng là vậy hết. Rồi mình lưu lại nha. Thì mình sẽ bật cái console ra. Thì khi mà các bạn thay đổi tên đi cho bộ, mình để tên là John. Đó, các bạn thấy bên đây nè, nó bắt đầu nó thay đổi theo John Doe Nick. Đó, muốn đặt gì đặt. Đó, thì nó sẽ, khi bạn thay đổi cái onChange event á, nó sẽ lưu trữ và hiện ra những cái mà bạn đã nhập vào trong cái input này. Thì đó là sức mạnh của onChange event. Nhưng mà mình đâu muốn console.log ra không đâu. Mình muốn lưu trữ nó vào. Thì thay vì mình console.log như thế này, mình sẽ lưu cái state nó là set name. Đó, là cái state là mình đặt trên đây nè. Set name có nghĩa là khi mà bạn thay đổi gì đó thì những gì bạn nhập trong cái thằng name á, nó sẽ được lưu vô trong đây, trong cái thằng name này nè. Đó. Để hồi mình có thể xài thằng name đó để mình có thể chuyển nó đi gì đó, để mình có thể lưu nó vào một cái component khác, chuyển nó dưới dạng props cái kiểu. Rồi tiếp tục age mình làm tương tự như vậy. Onchange set age e.target.value nó sẽ thay đổi dựa theo cái input luôn. Rồi tiếp tục là hình ảnh. Chưa tới about chứ cái đã. About thì cũng có thể là xài onchange luôn. Onchange e. Rồi, set about. Em đặt tên gì? Set about, đúng rồi. E.target. Target.value. Rồi, tiếp tục là cái hình ảnh. Đó, thì tiếp tục hình ảnh. Thì hình ảnh nó sẽ khác cái thằng input này một khác một tí là nó không có thay đổi như kiểu là nhập vào nó sẽ thay đổi hay gì hết. Mà hình ảnh đó, khi các bạn nhấn vào nó là lúc mà nó sẽ thay đổi. Thì mình sẽ không xài onChange ở đây mà mình sẽ xài onClick. OnClick. Rồi. Thì onClick này nó sẽ tạo cái gì? Giờ bộ mình cần console.log ra đi. Giờ bộ mình giống như hồi nãy mình để là e.target.value đi xem nó hiện gì ra nha. Xem nó có được không? Rồi, giờ bộ mình chọn hình ảnh đi. Thì nó sẽ hiện undefined nè. Đó, nó sẽ hiện undefined chứ nó không hiện cái URL mình muốn. Tại vì cái hình ảnh á, nó không có cái giá trị value này. Để mà muốn access vào cái link của hình ảnh, các bạn phải dùng e.target.url. Rồi, giờ mình lưu lại. Thì bây giờ khi mà bạn chọn hình ảnh, nó sẽ hiện. Mình sẽ tải lại này, tải cái này lại. Mình xem nó hiện không. Nó vẫn không hiện. Rồi, để mình coi tại sao nó lại không hiện. À, tại vì không phải là URL mà mình phải thằng source mới đúng, src. Nên mình nhầm. Đó, src. Giờ lại nha. Bấm. Đó, thì khi bây giờ bạn nhấn á, nó sẽ hiện ra cái link của cái hình ảnh của bạn. Nhấn, hiện ra cái link.
nhấn hiện ra, hiện ra, hiện ra. Đó, tương tự như vậy. Thì những cái link này nó sẽ tùy thuộc vào cái thằng hình ảnh mà bạn chọn. Thì mình chọn thằng này thì nó sẽ hiện cái thằng này ra. Thì mình sẽ không cần xóa giống lót, mình sẽ lưu nó vào cái set image, set URL chứ. Đó, để mình có thể lưu mấy cái link này vào trong thằng URL này, để họ mình có thể chuyển nó đi đâu khác để mình thay đổi hình ảnh. Rồi tiếp tục thằng theme. Thì thằng theme này nó cũng tương tự thằng input, thì nó sẽ là on change. Đó, mình sẽ cần số chấm lock ra cho các bạn coi tiếp. y.target.value để xem cái màu sắc nó sẽ như thế nào khi mà bạn con số chấm lock ra. Giờ mình chọn màu đi. Đó, nó sẽ hiện cái mã hex ra. Đó, chọn màu nó sẽ hiện cái mã hex ra. Thì các bạn có thể cũng có thể đoán được là mình sẽ dùng mấy cái mã hex này để mình truyền đi, để mình thay đổi cái màu ở trong cái ảnh bìa của mình, cái theme của mình. Đó. Thì một lần nữa, mình không muốn console.log nó ra, mình muốn lưu nó. Thế nên mình phải set theme như thế này. Đó. Thì cái đó là cách mà bạn kiểm soát mấy cái form, mấy cái input như thế này. Nhưng mà các bạn có thể thấy một cái vấn đề ở đây là mình làm mấy cái input này nè, nó bị lặp lại, thấy không? Mình tạo input, rồi mình tạo label, rồi mình tạo input, rồi mình tạo label. Rồi tí mà mình muốn tạo một cái post, giống như cái demo bạn thấy á, mình muốn tạo một cái post, thì mình sẽ phải lại gõ mấy cái input đó nữa. Thì các bạn sẽ thấy là nó bị lặp lại nhiều lần, mặc dù nó không ảnh hưởng gì hết, nó chỉ tốn thời gian thôi, nhưng mà nó bị lặp lại nhiều lần. Bởi vậy, thay vì mình tạo mấy cái input như thế này, mình tự tạo như vậy, thì mình có thể tạo một cái component chuyên về input. Rồi sau đó mình có thể chuyển mấy cái như là tên của label, mấy cái on change này nọ, tại bạn thấy input nào cũng có on change hết. Đó, mình sẽ có thể làm mấy cái đống này, mình gom lại thành một component riêng. Thì mình sẽ làm như thế cho nó gọn. Và đó là một cái thói quen rất là tốt, có thể tạo component. Tại vì đặc điểm của React là component nó có thể xài lại được nhiều lần. Đó là ưu điểm của React. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái folder mới. Mình sẽ đặt tên cái folder đó là Input Fields đi. Để chuyên về input nha. Input Fields. Rồi mình sẽ tạo một cái file, sẽ đặt tên nó là input.jsx. Đó, sfc input. Rồi ok. Thì để coi trong cái thằng này mình sẽ có thể làm gì. Thì như mình nói đó, input nó sẽ có label nè, cái tên của label. Rồi cũng như nó sẽ có cái tên của placeholder, cũng như là cái onChange event này. Thì mình có thể giờ mình vẫn giữ mấy cái này lại, mình thử test nó nha. Mình thể nhập vào input, đến từ input field. Đó, thì để coi mình có thể chuyển gì vào dưới dạng props. Trước hết mình có thể chuyển một thứ gọi là trước hết là mình sẽ chuyển cái tên của nó đi. Mình sẽ chuyển cái tên đi, cái label đi. Label. Bạn muốn đặt gì đặt label. Rồi mình sẽ đặt là display name. Thì giả bộ các bạn sẽ đặt display name ở ngay đây. Đó, display name. Tại vì mình cái input này nó sẽ cho cái thằng thay đổi tên. Bây giờ mình sẽ đặt là display name. Đó. Rồi trong cái thằng display name này nó có gì nữa? Nó có cái dạng của nó là type text này nè. Thì các bạn cũng có thể thêm nó vào luôn, nhưng mà mình sẽ không thêm, tại vì nó chỉ có thằng text area là khác thôi. Rồi nó có cái onChange này, rồi nó có cái set name bla bla bla. Thì các bạn thấy onChange tất cả đều có, thì mình có thể gộp nó vào trong cái thằng input field này. Mình sẽ đặt tên là data. Thì trong cái data này mình sẽ có gì? Thì trong cái data này mình sẽ bỏ thằng tên vào. Đó, mình sẽ bỏ cái thằng name này nè vào. Name. Trên đó nè, vào. Rồi set data. Thì cái thằng set data này đó, nó sẽ handle cái on change ở dưới đây. Các bạn sẽ thấy nó make sense một tí nữa. Thì cái này sẽ là set name. Rồi nó sẽ như thế này.
Rồi bây giờ mình sẽ lưu lại và mình sẽ xóa thằng này đi. Mình xóa này đi. Đó, thì giờ khi mà bạn lưu lại, nó sẽ báo lỗi đây trước hết tại vì nó chưa có cái red fragment. Giờ các bạn lưu lại thì nó sẽ bị mất cái thằng display name đi. Đó, nó bị mất tiêu rồi. Thì bây giờ mình sẽ qua cái thằng này, mình tạo cái display name cho nó. Thì trước hết, tại vì mình tạo một cái component mới, mình truyền ba cái này dưới dạng props. Đó, thì mình sẽ nhẫn lại props const. Mình sẽ lấy những gì ra đây, mình sẽ lấy data ra, set data label ra bằng props. Đó, thì mình chỉ lấy ba cái thằng mình dự truyền vào. Thì mình có thể recycle nó bằng cách label. Thì bây giờ mình có thể bỏ cái label của mình vào, label như thế này. Rồi tiếp tục cái input của mình. Thì thay vì mình tạo từng cái input, mình có thể tạo một cái input chung luôn. Type là text, placeholder là cái data của mình. Thì thay vì mình để Daniel thì mình có thể bỏ data vào, tại vì nãy mình chuyển Daniel dưới dạng là data. Đó. Rồi tiếp tục cái phần thằng unchanged đó. Thì bây giờ các bạn cũng có thể đoán là thay vì mình set name, set age, set URL cái kiểu, bây giờ mình chỉ cần một thằng rút gọn là set data thôi. Y chấm target chấm value như thế này. Rồi lưu lại. Đó. Thì giờ mình lưu lại, các bạn sẽ thấy nó hiện lại thằng này này rồi. Rất là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục làm như thế với mấy thằng này. Bây giờ tới là thằng age nha. Mình sẽ làm thằng age cho các bạn coi. Giờ mình sẽ input. Rồi, trước hết label. Thì cái label này mình đặt tên là age. Cái data phải đặt tên giống nha, phải đặt có chữ data nè, có chữ set data nha, chứ đừng có đổi cái tên mà các bạn đã truyền vào dưới dạng props. Thì trong đây sẽ là age. Rồi set data. Thay vì set age, mình chỉ tóm gọn lại set data thôi, set age. Rồi, mình sẽ xóa cái này đi. Giờ mình lưu nó lại. Đó, thằng age nó dần hiện trên đây. Rồi các bạn cũng có thể anh zoom được, mình sẽ làm tương tự với thằng này. Mình xóa nó trước đi. Input label. Thì label của thằng này nó là about. Đó, data. Thì sẽ là about set data. Nó sẽ là set about. Đó, giờ mình lưu lại. Đấy. Nhưng mà các bạn có thể thấy là cái thằng about này nè, lúc đầu á mình xài cái thằng text area nên cái này nó sẽ có nhiều chỗ trống để mình điền hơn. Còn bây giờ nếu mà mình truyền dưới dạng input này nè, thì khi qua đây á, tại vì ở đây là input nè, cho nên nó bị rút gọn lại, nó bị ngắn lại vậy nè. Đó, bị ngắn lại. Nhưng mà mình muốn là mình muốn thằng text area, thì bây giờ phải làm sao đây? Thì bởi vì mình muốn cái thằng text area, mình sẽ tạo một cái props mới riêng cho cái thằng about thôi. Mình sẽ đặt tên nó là input type đi. Và mình sẽ đặt nó là text area. Đó. Rồi nếu các bạn nhớ là hồi nãy riêng cái thằng about này là mình có cái CSS cho nó, còn mấy thằng kia không có, chỉ riêng thằng này là có thôi. Thì bởi vậy mình sẽ truyền cái tên CSS của nó, class style. Các bạn muốn đặt cái này là gì cũng được hết á. Đó, cái phần xanh lá cây nè, các bạn muốn đặt cái chữ gì cũng được, không quan trọng. Quan trọng là cái phần mà bên trong nè, là cái giá trị bạn muốn. Thì cái class style của mình muốn sẽ là input about. Thì nãy trong CSS á, mình để là input about là riêng cho cái thằng này thôi. Thì bởi vì mình mới thêm hai props ở ngay đây, mình phải nhẫn nó lại bên đây. Bây giờ mình sẽ có thêm là cái input type và class style. Đó, để mình check anh em lại xem đúng không. Input type, class style, đúng rồi. Đó, thì làm sao để mà nó hiện cái thằng text area thay vì thằng input đây? Thì một lần nữa, chúng mình sẽ xài conditional rendering. Thì cái logic nó sẽ như thế này. Nếu mà cái input type là text area, nếu mà cái input type là text area, thì mình sẽ render cái thằng text area ra. Còn không thì mình sẽ render thằng input. Rồi, để mình organize lại. Thì nếu cái input type là text area, mình sẽ có text area cho nó.
text area, chiều theo nó luôn, dạng là text, class name. Class name ở đây các bạn cũng thể đoán là mình sẽ lấy từ cái class style này đó, trên đây nè, chứ mình không cần tạo một cái file CSS mới làm gì hết. Placeholder sẽ là cái data của mình, và onChange nó vẫn là set data thôi, set data. Đó, như thế này. Đó, để coi xem đúng chưa. Rồi, tiếp tục. Còn nếu mà cái input size của mình không phải là text area thì nó sẽ là thằng input này. Đó, giờ mình lưu lại. Đấy, thì nó sẽ như thế này. Các bạn có thể thấy là cái chữ nó khác nhau, với lại cái style nó hơi khác nhau một tí. Tại vì khi mà mình dùng thằng class name ở đây á, thì mình chưa có import cái CSS, thì bây giờ mình phải import cái CSS. Nhưng mà cái CSS mà mình sẽ import á, nó sẽ là CSS của cái thằng edit, tức là tút bên đây nè. Thì hai chấm này để thoát ra edit nè. Rồi do đó mình sẽ chọn edit.css. Tại vì cái thằng input about á, cái thằng input about này nè, cái thằng này là mình bỏ trong cái CSS của mình ở dưới đây thì phải. Cái input about mình để ở trong cái thằng edit.css ở đâu đó, mình cũng chẳng nhớ nữa. Đó, thì mình import nó vào cho nó chắc. Thì vô lưu lại. Đó, thì nó như thế. Ok. Thì đó là cách mà các bạn có thể tạo một cái component riêng để làm cho cái thằng input này. Và các bạn có thể, nó rất là gọn, nó rất là rõ ràng ra là label, data, set data. Và một ưu điểm nữa là do bộ khi các bạn làm cái post và các bạn cần mấy cái input y chang như vậy, các bạn không cần phải ngồi tạo từng cái input làm gì hết. Các bạn chỉ cần bỏ nó vào cái component input này mà tụi mình đã tạo ra là xong. Đó. Ok. Thì các bạn cũng có thể đoán là khi mà mình tạo mấy cái set name này, name cái kiểu rồi để mà mình thay đổi nó ở trong cái thằng header, header bên đây nè. Tại các bạn nhớ là header, để mình tải lại header này nè, đó là nó có tên, tuổi với lại about của mình. Thì để mà khi mình bấm nút save mà nó nhận lại được á, thì mình phải truyền cái props từ tuốt thằng edit page này qua thằng header đó, phải truyền. Thì tất nhiên là vẫn có thể truyền rồi, các bạn có thể tạo, thay vì các bạn để mấy cái image avatar url about này nọ trong cái thằng edit page, các bạn có thể bỏ nó ở ngoài thằng app này, rồi sau đó các bạn có thể truyền từng cái vô đây, rồi từng cái vô đây nữa. Thì các bạn thể thấy là làm như thế nó rất cực, tại vì các bạn phải chui qua nhiều component, rồi từ thằng này phải liên quan tới thằng này đó, thì các bạn sẽ thấy là nó hơi cực. Thì đó là lý do chúng ta sẽ xài Redux để mà handle cái việc đó. Nhưng mà trước hết để mình thêm cái logic vô cái thằng save của mình, đây thằng save này, thì thằng save này á, khi mà mình bấm save thì nó sẽ chuyển dữ liệu đi, rồi nó sẽ thay đổi. Nhưng mà trước hết khi mà mình bấm save á, mình sẽ muốn là nó biến mất đi, nó biến mất cái thằng edit này nè. Đó, nó sẽ biến mất đi. Bây giờ mình bấm save thì nó vẫn biến mất, nhưng mà nó sẽ bị load qua trang khác. Thì mình có thể tạo một cái event gọi là onSubmit, đặt tên là handle submit đi. Rồi, const handle submit. Thì cái thằng handle submit này, trước hết mình sẽ làm một cái e prevent default, để khi mà các bạn nhấn vào nó sẽ không bị load, nó sẽ không bị tải lại trang. Đây, khi mình bấm edit, đó, nó sẽ đứng yên, nó không có phải nó load lại như hồi nãy. Nhưng mà mình muốn cái này biến mất đi, chứ không phải muốn nó load lại. Thì bởi vậy mình sẽ xài cái thằng set edit ở ngoài thằng app này nè. Đó, mình cái thằng set edit này nè, mình sẽ xài cái thằng này để cho nó biến mất đi. Thì trước hết mình phải truyền thằng set edit này vô cái đã. Set edit, set edit. Đó, mình phải truyền nó vô như thế đó. Rồi, mình truyền nó vô thì mình phải nhận lại.
props const setEdit bằng props. Như thế. Thì bây giờ mình sẽ setEdit nó. Mình muốn cái edit nó biến mất đi thì mình sẽ set nó thành false. Rồi, bây giờ thử nha. Load nó lại. Edit. Bấm save thì nó biến mất. Đó là nó hiệu quả rồi. Save biến mất. Save biến mất. Tốt. Thì cái đó là truyền cái setEdit vào trong đây để nó có thể handle cái việc mà cái trang edit nó mở hoặc là nó đóng. Rồi, quay trở lại. Mình đang nói về cái việc mà truyền props nhiều qua component nó sẽ không tốt. Nó vẫn có thể nhưng mà nó không tốt. Thì ở video trước mình có đã giới thiệu cho các bạn qua về React Context. Thì cái này các bạn có thể xài React Context để làm rất là ổn, không sao hết. Nhưng mà trong cái video này mình muốn chỉ các bạn về Redux cũng như Redux Toolkit. Bởi vậy mình sẽ xài Redux Toolkit cho cái việc này. Thì bắt đầu Redux Toolkit thôi. Thì để xài Redux Toolkit, các bạn phải tải nó về trước cái đã. Nói tải vậy thôi chứ các bạn gọi trong terminal xong. Mình sẽ qua cái thằng friend này của mình. Rồi các bạn tải theo mình. NPM install Redux. Rồi. Đó là một cái. Rồi tiếp tục là React Redux. Là Redux JS Sec Toolkit. Đó, thì các bạn phải tải ba cái này. Thứ nhất là Redux, thứ hai là React Redux và thứ ba là Redux JS Sec Toolkit. Bấm Enter để tải về. Đó, thì nó tải về cho các bạn rồi. Thì các bạn thể check trong package JSON nè. Thì các bạn có thể thấy là nó hiện React Redux, Redux cũng như là Redux Toolkit ở trên đây. Đó. Rồi, cách xài Redux như sau. Trước hết mình sẽ tạo một folder tên là Redux đi. Rồi, đây, một folder tên là Redux. Mình sẽ đóng mấy cái còn lại lại. Tắt này đi. Tắt hết. Tập trung vào Redux thôi. Thì, tại sao lại dùng Redux? Thì trước hết, như hồi nãy mình nói, mình dùng Redux khi mà mình cần một cái biến nào đó chung để mà mình có thể lấy bất kỳ lúc nào mà mình thích. Chứ mình không cần phải truyền nó dưới dạng props cái kiểu thì nó sẽ tương tự như là React Context. Thì đó là lý do mà mình sẽ xài Redux. Rồi tiếp tục là cách xài Redux như thế nào. Thì trong Redux nó sẽ có một cái gọi là store. Mình sẽ tạo store.js. Đó sẽ có cái store. Thì giống như cái tên nó thôi. Store sẽ là cái nơi lưu trữ mấy cái thông tin của bạn. Thì Redux Toolkit với Redux nó khác nhau ở chỗ là thằng Redux Toolkit nó lấy từ Redux nhưng mà nó dễ hơn. Đó các bạn có thể đơn giản là như vậy. Và Redux người ta cũng khuyến khích các bạn là nên lấy Redux Toolkit để làm. Tại vì Redux Toolkit nó đã làm cái thằng Redux nó rút gọn hơn rất nhiều. Hay là người ta còn gọi là Redux kiểu mới đó. Thì nó sẽ rất là dễ hiểu hơn so với thằng Redux bình thường. Thì trước hết mình sẽ tạo một cái store. Import configure store from Redux Toolkit. Đó. Thì trước tiên mình sẽ export nó ra. Configure store. Rồi. Thì trong cái configure store này sẽ có một cái gọi là reducer. Nhưng mà bên trong chưa có gì hết tại vì mình chưa có tạo gì hết. Đó thì mình cứ để như vậy thôi. Thì đó là bước đầu tiên là tạo một cái store. Thì tiếp theo mình sẽ tạo một cái file. Thì để xem những giá trị mà mình muốn lưu giữ chung để mình truyền. Đó chính là những cái thông tin liên quan tới cái thằng user. Là tên của nó, tuổi của nó, thông tin cá nhân about của nó, rồi avatar của nó. Thì mình sẽ tạo một cái gọi là user slice.js. Đó, thì trong Redux nó, Redux Toolkit nó sẽ có một cái gọi là slice. Thì mình sẽ xài cái này. Rồi mình gõ, mình sẽ giải thích cho các bạn. Thì để xài cái slice này, mình sẽ phải import một cái gọi là create slice from Redux Toolkit. Đó. Rồi, tiếp tục export ra const. Đặt tên cũng được. Do bộ mình đặt là user slice đi.
User slice. Create slice. Mở ngoặc. Curly braces. Rồi, bây giờ cái khúc bên trong đây mới là cái phần quan trọng đây. Thì bên trong đây trước hết mình sẽ có một cái gọi là name, là cái tên thôi. Muốn đặt tên thì cũng đặt, mình đặt là user đi. Rồi, tiếp theo nó sẽ có một cái gọi là initial state. Initial state. Thì initial state có nghĩa là giá trị ban đầu. Tức là khi mà các bạn vừa vào Redux, vừa load cái trang đó thì cái giá trị ban đầu của nó sẽ là những giá trị sau đây. Thì nó tương tự như thằng use state thôi. Thì initial state sẽ là giá trị ban đầu. Thì như hồi nãy các bạn nhớ, mình có trước hết là cái tên name sẽ là Daniel. Bạn muốn đặt tên bạn thì bạn đặt. Tiếp theo là tuổi, mình muốn lưu trữ cái tuổi. Tuổi 20. Rồi, about. Đó, I'm a software engineer. Rồi, tiếp theo là cái link hình ảnh. Thì để mình copy cái link hình ảnh hồi nãy. Đó, cái link hình ảnh. Đó, đó là cái link hình ảnh. Thì đó là cái phần initial state, tức là những giá trị ban đầu bạn muốn. Rồi, xong cái đó, tiếp theo một cái gọi là reducers. Đó, các bạn thấy nó tự hiện ra cho các bạn nè, reducer. Hai chấm, mở ngoặc. Đó, thì reducer. Thì reducer, nó dễ hiểu cho các bạn là reducer nó sẽ chứa những cái cách để các bạn có thể làm việc với lại cái thằng slice này. Hay còn gọi là mấy, các bạn có thể coi nó là một cái function ở trong một cái function nhỏ mà các bạn có thể hành động với những giá trị initial state ở trong cái slide của mình. Đó. Đó, thì reducer có thể hiểu tóm tắt là như vậy. Mình để mình cái này xuống. Thì trước hết các bạn phải suy nghĩ là mình muốn làm gì với mấy cái giá trị trong đây, name, age này nọ. Thì mình chỉ muốn là update cái giá trị nó thôi. Mình chỉ muốn là khi mà thằng user nó gõ, thay vì Daniel nó gõ thằng John, thì thằng Redux của mình nó sẽ update thằng Daniel, thằng John. Đó. Thì mình chỉ muốn update nó thôi, chứ mình không muốn làm gì hết. Thì mình có thể đặt tên cái thằng reducer đầu tiên của mình là update. Thì thằng reducer nó sẽ nhận hai giá trị, state và action. Như thế này. Đó. Nó sẽ nhận hai cái state hoặc là action. Các bạn có thể chọn state thôi hoặc là action thôi, tùy các bạn muốn. Thì state là gì? State trong đây chính là cái state này của các bạn. Đó, name, age, about, ava, url. Còn action là gì? Action tức là cái thằng giá trị bên ngoài mà các bạn muốn nó truyền vào. Thì khi mà muốn update thì đơn giản nó sẽ như thế này. Muốn update thì state chấm. Các bạn thấy nó suggest không? Đó. Thì cái tên trong cái thằng slice này, name, nó sẽ bằng action chấm payload. Thấy nó tự suggest cho các bạn không? Payload chấm. Rồi tiếp tục là cái tên của cái giá trị bên ngoài mà các bạn muốn truyền. Thì mình sẽ đặt giống tên này luôn là name. Rồi để mình nói lại nha. State chấm name này chính là cái thằng name trên đây. Còn action chấm payload chấm name này tức là một giá trị bên ngoài nào đó không có nằm trong đây. Và các bạn muốn là cập nhật cái này là giá trị của thằng này. Thì name của mình là Daniel, mà giờ nó sẽ bằng cái giá trị bên ngoài của mình. Như bộ mình truyền cái tên là thằng John vào, thì bây giờ nó không còn là Daniel nữa, mà sẽ là John. Thì đó là cách cập nhật thôi. Tương tự mình sẽ cập nhật cái tuổi của nó. State age action chấm payload chấm age. Các bạn cũng có thể đoán như mấy cái sau là state chấm about chấm action chấm payload chấm about. Rồi, tiếp tục là state, cuối cùng là ava url action.payload.ava url. Mấy cái tên này không nhất thiết là phải giống nhau, không nhất thiết là giống name và name. Tại vì mấy cái chấm name này nè, thì khi mà bạn dùng ở bên ngoài á, giờ bộ tí nữa mình muốn truyền nó vào hay gì á, các bạn sẽ phải có một cái gọi là name, age, about, ava url, tương tự như vậy thôi. Thì để dễ nhớ thì các bạn chọn cho nó giống nhau. Thì các bạn có thể đoán được là các bạn có thể thắc mắc là ngoài update ra có thể làm gì không? Thì tất nhiên là được. Các bạn có thể thêm nó vào, hoặc là các bạn có thể xóa nó, tùy vào cái logic các bạn bỏ trong đây thôi.
thì ở đây mình chỉ cần update nó thôi, cho nên cái logic nó sẽ đơn giản như vậy. Thì khi mà mình làm cái một cái chức năng mà thêm post vào á, thì nó sẽ có những cái logic khác so với cái này. Thì cái đó sẽ để vào phần sau. Ok, thì trong cái reducer mình nó chỉ có như vậy thôi. Các bạn có thể có nhiều reducer. Trong trường hợp này mình chỉ cần một cái là đủ. Rồi, sau khi các bạn có vậy rồi, các bạn sẽ phải làm như thế này. Export const. Các bạn sẽ phải export cái reducer các bạn ra. Update user slice.action. Thì đây là một cách để các bạn có thể lấy thằng update này ra và các bạn xài xài ở cái file khác này nọ để các bạn update cái giá trị của nó. Thì các bạn export nó ra như thế này. Rồi, các bạn cũng phải export cái user slice các bạn ra luôn. Export default user slice.reducer. Đó, thì cái này kiểu như là một thói quen thôi. Các bạn làm xong các bạn phải export nó ra. Thì, nhưng mà các bạn chưa xài được đâu. Các bạn phải vô thằng store này nè. Đó, thì bạn phải vô thằng store này. Rồi, lúc này các bạn thể đặt tên user của mình. Và tiếp theo sẽ là user reducer. Thì các bạn sẽ thắc mắc là ủa cái thằng reduce, user reducer này nằm đâu ra vậy? Thì nó chính là cái thằng export này ra nè. Thì bây giờ mình có thể import user reducer chấm sạc user slide. Thì cái user reducer này, cái tên này nè, các bạn muốn đặt là gì cũng được hết á. Tại vì khi mình bấm import từ thằng user slide này ra nè, thì nó sẽ lấy cái này ra thôi. Đó, nó chỉ lấy cái này ra thôi. Còn các bạn muốn đặt tên gì cũng được hết. Cái bộ mình đặt tên user reducer mà hai chữ R đi cũng được. Nó không quan trọng. Đó, mà quan trọng là các bạn phải export nó ra trước nè. Export thằng reducer ra luôn, action ra luôn. Đó, thì cái đó mà là những gì bạn phải làm. Thì giờ mình lưu lại. Nhưng mà vẫn chưa xài được. Thì nếu mà bạn có coi cái video về React Context của mình hôm bữa, thì các bạn có thể thấy là thằng React Context, các bạn phải wrap nó ở trong một cái store, ở trong thằng index.js này nè. Thì thằng Redux nó cũng tương tự như vậy. Thì để mà các bạn xài giá trị của nó, các bạn phải import cái store vào. Cái store từ cái thằng Redux á. Đó, store. Rồi, thằng React Context thì nó có cái hai cái wrap. Thì trong cái thằng Redux này nó cũng vậy. Nó sẽ có một cái gọi là provider. Store bằng giá trị của mình là store. Đó. Thì mình wrap cái thằng app ở trong hai cái provider này. Như các bạn đã thấy. Thì mình phải import cái thằng provider này vô. Tại vì mình chưa có thằng provider này. Provider đến từ React Redux. Đó. Thì thằng store này là đến từ cái store này, là cái giá trị trong đây. Còn thằng provider này là sẽ đến từ React Redux. Đó, thì giờ mình load nó lại xem nó còn hoạt động đúng không. Đó, thì nó vẫn hoạt động bình thường. Mặc dù chưa có gì trong đây hết. Giờ mình có nhập gì vô đi thì nó vẫn không thay đổi giá trị gì hết. Đó, nó vẫn như vậy, nó sẽ không thay đổi giá trị hết. Thì mình chưa làm gì với những giá trị đó. Thì bây giờ mình sẽ làm gì với những giá trị đó đây? Thì những giá trị đó nó sẽ nằm trong cái thằng edit. Để mình vô lại edit page. Đây. Thì để coi mình sẽ làm gì với những giá trị đó. Thì trước hết mình có thể lấy những giá trị đó ra. Trong đây nè, các bạn nhớ là mình có mấy cái initial state này đúng không? Đó. Thì mình có thể xài mấy cái thằng initial state bằng cách như thế này. Ví dụ mình có thể lấy cái thằng tên của nó ra, đặt tên là const username đi. Rồi làm sao để mình lấy từ cái user slice của mình ra? Thì mình sẽ lấy bằng một cái hook đến từ React Redux. Đó chính là cái hook useSelector. useSelector. Trong cái hook này sẽ là một cái state. Rồi, bên trong này sẽ là state chấm. Thì cái dấu chấm này á, các bạn sẽ phải lấy dựa theo
cái tên này, thì cái tên của mình đặt là user. Thì ở đây các bạn phải là chấm user. Thì giả bộ nếu cái tên này mình đặt là admin thì các bạn phải là chấm admin. Đó, chấm user. Thì khi mà chấm user nó sẽ lấy tất cả cái initial state ở trong đây ra. Mà mình chỉ muốn lấy thằng name ra thôi thì mình có thể chấm name thôi. Đó, như thế này. Thì để chứng minh cho các bạn, mình có thể bỏ thằng username này vô trong cái data. Đó, username nha, chứ không phải là name nữa nha. Username là đến từ cái use selector. Đó, khi mình lưu lại. Bấm edit. Đó, thì các bạn có thể thấy là cái data nó vẫn là Daniel bình thường. Còn nếu mà các bạn không tin mình á, thì bây giờ mình vô mình đổi tên thành Daniel Trương ở trong cái user slide của mình, của thằng Redux, lưu lại. Thì bây giờ khi mình load lại, nó sẽ hiện là Daniel Trương. Đó, các bạn có thể thấy. Ok, nhưng mà mình muốn đặt Daniel hơi Trương hơi dài dòng. Thì đó là cái cách mà bạn có thể lấy từ cái slide của bạn ra, hoặc là cái store của bạn ra. Thì mình sẽ làm gì với cái này đây? Thì trước hết mình sẽ lấy toàn bộ user luôn. Mình sẽ lấy tất cả các initial state của user, chứ không phải mỗi thằng tên không. Mình sẽ gọi là const user đi. Đó, như thế này. Đó, rồi tiếp tục mấy cái data dưới đây nè, mình sẽ không để mấy cái từ useState nữa, mà mình sẽ để từ cái thằng initial state luôn. Thì thay vì để username, mình sẽ gọi là user chấm name. Thì user chấm name này nó đến từ cái thằng user này nè, user. Còn chấm name là nó lấy từ cái initial state chấm name. Rồi, set data thì mình vẫn để nguyên vậy, tí mình handle nó sao. Tương tự data age, data chấm age, à, user chấm age chứ, user chấm age. Rồi tương tự ở dưới đây about nó sẽ là user chấm about. Đâu rồi, about about ở đây nè, user chấm about, user chấm about. Đó, rồi tương tự dưới đây nó sẽ là dưới cái thằng theme này. Thằng theme thì mình chưa có đặt cho nên mình sẽ không có. Tại vì mình muốn tạo một cái thằng theme là một cái slide string để cho các bạn quen với việc tạo slide trong Redux. Thì mình nghĩ là hình như ba cái đó thôi là đủ rồi. Giờ mình lưu lại thử. Username is not defined. À, giờ lỗi hồi nãy thôi. Đó, giờ hết rồi. Đó, thì nó vẫn hiện y chang mấy cái hồi nãy mình có. Rồi, thì làm sao để thay đổi mấy cái state ở trong Redux này đây? Đó, mấy cái state ở trong cái slide này đây. Tại vì giờ mình mới lấy nó ra chứ mình đâu có thay đổi đâu. Thì để xem là mình thay đổi nó như thế nào nha. Thì á, cách mà mình thay đổi á, thì trước hết các bạn có thể biết là cái set data này nè, nó sẽ lưu cái thằng set age này. Thì nó sẽ lưu vô cái biến age. Tương tự set about sẽ lưu vô about, team, URL, name, cái kiểu. Đó, thì mình sẽ lấy những thằng này, rồi khi mình submit á, mình sẽ truyền nó vào cái thằng Redux. Nó có thể hiểu là như vậy. Thì mình sẽ làm như sau. Thì khi mà on submit, mình sẽ tạo một cái object đặt tên nó là updated user đi. Bằng. Đó. Thì trước hết mình sẽ có cái tên trong thằng object này. Cái tên này sẽ là từ thằng name trên đây nè. Tiếp tục age là từ cái age đó. About là từ cái about này. Mình còn thằng ava url nữa, mình quên, ava url là từ thằng url. Thì mình có thể kéo xuống dưới đây. Thì cái thằng ava url thì cái source các bạn có thể để y chang vậy cũng được, không sao hết. Tại vì cái thằng này mình không có xài component riêng nên mình để thằng source vậy luôn cũng được. Thì nó không sao hết. Ok. Thì avatar url là url. Tốt. Thì các bạn có thể đoán được là nếu mà các bạn không muốn để Daniel này nọ nọ thì các bạn có thể để là user chấm name. Tương tự các bạn có thể là user chấm age, user chấm about luôn.
Thì nếu các bạn không muốn gõ thẳng vào, các bạn muốn nó kiểu như là dynamic, cái theme thì chưa có. Này sẽ là user.url. Đó, đảm bảo là cái tên của các bạn đúng nha. Đó, Ava URL. Đó, thấy chưa? Mém tí là sai rồi. Ava URL. Đó, thì cái thằng update the user này nó sẽ có những cái property sau đây. Rồi, bây giờ mình muốn truyền mấy cái property mới này. Khi mà mình submit á, mình nhấn nút save, mình muốn truyền mấy cái thằng này vô cái store của mình để cái store có thể update thì mình phải làm sao? Thì lúc đó mình sẽ cần tới một cái hook khác để làm việc đó. Cái hook đó gọi là use dispatch. Use dispatch. Đó, cái hook này. Nè, use dispatch. Mình sẽ phải đặt một cái giá trị const dispatch đi bằng use dispatch. Rồi. Cái thằng này nó sẽ chuyên dùng để tạo ra những hành động hay gì đó để các bạn làm, thì thằng này lấy còn thằng này truyền. Các bạn nó hiểu là như thế. Thì bây giờ các bạn có thể hiểu là mình có thể dispatch nó. Rồi mình dispatch cái gì đây? Thì dispatch các bạn thấy không, nó ghi là action nè. Nó sẽ dispatch một cái action gì đó đó. Thì các bạn nhớ là khi mà mình làm cái user slide này nè, mình có thằng action trong đây hay là thằng reducer, nó có update nè. Và mình cũng export nó ra rồi. Bởi vậy, khi mình dispatch, mình sẽ lấy nó ra, update. Đó, thằng này nè, bằng. Để nó tự import cho mình. Đó. Nè, update là mình lấy nó ra nè. Rồi trong đây, nó sẽ cần state và action. State thì có rồi. Action là sẽ có name, age, about, ava URL. Thì đó là lý do mà thằng update user của mình sẽ để name, age, about, ava URL y chang vậy. Để khi mà cái thằng này nó lấy ra, nó có thể lấy name nè, age, about, ava URL y chang vậy luôn. Thì đơn giản là mình có thể bỏ updated user vô thôi. Đó. Thì lúc bây giờ thằng initial state mới của mình nó đã được đổi thành tên mà mình nhập vào. Thì mình có thể chứng minh cho các bạn coi ở đây. Thì các bạn nào mà xài Chrome, mình không biết là mấy cái browser Firefox chứ. Bạn nào mà xài Firefox á, mình không biết cái mấy cái browser khác có không. Mà Firefox các bạn có thể tải một cái extension là Redux. Ở đây nè. Các bạn nhấn vào nó. Thì nó sẽ hiện cái store cho các bạn coi. Đó. Thì bây giờ mình cho các bạn coi nó sẽ hoạt động ra sao nha. Thì mình bấm John. Tuổi 21. I'm a boy. Mình chọn thằng này. Nó sẽ không chứa gì hết nha. Nhưng mà khi mình bấm nút save. Đó. Các bạn thấy gì? Khi mình bấm nút save, các bạn có thể thấy là thằng Daniel đã được thay thế bởi thằng John. Cái tên của thằng Daniel được thay thế bởi tên của thằng John. Cái tuổi của thằng Daniel được thay thế bởi tuổi của thằng John. Cái about của thằng Daniel được thay thế. Và tương tự cái ava URL cũng như vậy. Đó. Nè, cái ava URL nó cũng được thay đổi luôn. Thì cái extension này nó có thể cho mình biết là cái state nào đang được thay đổi cũng như là mình có những gì. Nè, thì các bạn có thể thấy cái payload của mình. Cái name là John, cái age là 21, đó, đầy đủ hết. State đầy đủ hết luôn. Đó. Tiếp tục mình thay đổi. Và khi mà các bạn vô đây các bạn có thể thấy là nó không còn là đen nhỏ nữa, nó đã biến thành John cũng như là mấy cái này. Thì mình muốn á là khi để mình tải lại cái khi mà mình submit thì những cái thông tin này sẽ được biến thành dưới đây và dưới đây. Đó. Thì đó là thứ mình muốn. Thì thay vì mình truyền props cái kiểu khi mà mình không xài Redux á, thay vì mình truyền props bla 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 thì mình sẽ đơn giản, bây giờ mình có Redux rồi, mình sẽ đơn giản là mình dùng thằng use selector để mình lấy ra thôi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy từ thằng use selector ra nha. Giờ mình sẽ đặt const user bằng use selector. Bên trong sẽ làm cái state và mình sẽ lấy toàn bộ thằng user ra luôn. Tại vì user nó sẽ bao gồm cả name, cả age, cả about cái kiểu. Rồi. Thay vì những giá trị mà các bạn gõ thẳng vô nè, nhớ không? Các bạn gõ thẳng vô. Đó. Là những giá trị ở ngoài nè, thay vì các bạn gõ thẳng vô. Thì bây giờ nó đã có thể trở nên dynamic. Tức là nó sẽ tùy vào những gì mà bạn nhập. Thì bây giờ các bạn không để Daniel Trương vậy nữa. Mà các bạn sẽ để user.name. Tương tự, các
Các bạn không cần để tuổi, gõ thẳng như vậy nữa, mà các bạn có thể gõ thẳng user.age. Rồi, tương tự luôn. Các bạn có thể gõ thẳng là user.about. Rồi, cái source này tương tự. Cái source này dài. Ok, cái source này tương tự. Các bạn có thể để là Ava user chấm Ava URL, Ava URL. Nhớ là phải đúng nha. Nhớ phải đúng là cái initial state nó ra sao nha. Đó. Rồi, bây giờ giờ bọn mình thay đổi tên đi, cho tiếp 99 tuổi đi, già quá. I'm an old man. Đó, chọn này đi, nhìn cũng già già nè. Save. Đó, thì các bạn thấy bây giờ nó sẽ dựa trên mấy cái thằng ở trong store của mình. John 99, I'm an old man. Chỉ có một cái chưa thay đổi là cái thằng theme này thôi. Thì bây giờ chúng mình sẽ làm cái thằng theme. Thì trước hết, cái thằng theme này á, các bạn có thể bỏ nó vào trong đây. Không sao hết, các bạn có thể bỏ nó vào trong đây luôn. Đó. Thì các bạn có thể bỏ thằng theme trong đó, không sao hết. Hoặc là các bạn có thể tạo một cái slice mới chuyên cho thằng theme. Tùy vào các bạn muốn tạo gì thôi. Mình thấy cái đó hơi phiền phức, nên là thôi, mình chọn cái thằng theme trong đây luôn. Theme đi. Và cái giá trị theme nó sẽ là theme color đi. Cái giá trị ban đầu của theme nó sẽ là cái màu sắc hồi nãy mà mình làm á. Thì để mình coi lại là cái màu sắc là gì. Thì nó là cái màu này. FF9051. Đó. Thì tại vì mới thêm bằng theme này vào, thì dưới đây mình phải cập nhật theme nữa. State.themeColor Action.payload.themeColor. Đó. Thì bây giờ khi mà mình edit, quay trở về này, khi mình edit, mình sẽ có thêm một cái nữa gọi là themeColor. Nó sẽ lấy từ thằng theme. Nè, themeColor lấy từ thằng theme. Lưu lại. Rồi, bây giờ khi mình edit đại từ nào đi, tại vì muốn test theme thử. Khi mình edit, vô bộ mình chọn màu này. Rồi khi mình nhấn OK và mình nhấn Save. Nó chưa cập nhật, tại vì các bạn phải reload nó lại. Thì để mình làm lại. Nhập tên gì cũng được. Tên tuổi 44 gì cũng được. Giờ mình chọn theme. OK. Lưu lại. Đó, thì bây giờ nó sẽ hiện cái theme color cho các bạn. Một cái property mới là theme color. Mà nó vẫn chưa đổi màu, tại vì các bạn chưa lấy ra ở cái thằng header. Thì mình sẽ vô header. Và trong cái thằng header này, thay vì mình để cái màu rõ như thế này luôn, thì mình có thể lấy nó ra. Thì mình có thể lấy background color. Mình sẽ không để như vậy nữa. Mình sẽ để là user chấm theme color. Tương tự dưới đây, để mình copy paste nó luôn. Mình sẽ dùng cái dấu gạch ở ngoài này nè. Tại vì dùng cái đó thì mình mới xài được cái string literal. Thì trong đây mình sẽ thay thế bằng cái thằng này. Cái màu mình sẽ được thay thế bằng này. Tương tự này. Còn cái màu này, cái màu đen, cho nên mình sẽ giữ nguyên để tạo một cái hiệu ứng gradient. Đó, thì bây giờ các bạn đã thấy thay đổi rồi nè. Giờ mình reload lại nha. Khi mà các bạn reload, các bạn có thể thấy là mấy cái state trong Redux nó biến mất hết. Giờ mình đặt tên là Naruto đi. Naruto. Đó, 25 tuổi. À mày Shinobi. Ở đây không có Naruto, mình chọn đại này đi. Team Naruto thì team màu vàng. Rồi giờ bấm nút save nha. Đó, state thay đổi, tên thay đổi, tuổi thay đổi, bạn thay đổi. Này thay đổi luôn. Thì đó là cái cách mà bạn xài Redux để làm những cái đó. Ok. Thì tiếp theo, mình muốn cho các bạn coi là làm sao để xài Redux mà có thể lưu trữ cái thông tin đến từ một cái API hoặc một cái server nào đó. Thì để làm điều đó, trước hết mình sẽ tắt cái front end này đi cái. Mình sẽ tắt cái front end này đi.
Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu làm ở bên backend nha. Tắt đi luôn. Thì ở backend mình sẽ tạo một cái file đặt là index.js. Rồi, mình sẽ xài Express như clip trước, mình sẽ xài Express npm install Express. Mình sẽ xài Express để tạo cái server cho mình. Đó, thì nó tạo cho mình rồi. Thì các bạn phải vô trong đây thay thế cái chữ test này bằng chữ start. Tiếp theo là node cộng với cái file tên file bạn mới tạo index.js. Rồi, như mỗi khi const express bằng require express. Rồi, const app. Đó, lúc nào nó cũng một kiểu như vậy hết. Cho nên các bạn làm biết thì nó quen thôi, express.json. Rồi, tiếp tục là cái API route của mình. Thì mình muốn tạo một cái request gọi là post đi. Tức là khi mà các bạn nhấn cái nút save nó sẽ tạo một cái post request. Cái route của nó mình có thể đặt là v1, update đi. Tùy các bạn muốn đặt là gì cũng được. Bên trong nó sẽ có request và response. Rồi, thì cái post này á, nó không có làm gì nhiều hết. Tại vì mình chỉ muốn coi cho các bạn coi là cách handle cái request ở trong thằng Redux như thế nào thôi. Bởi vậy, mình sẽ làm một cái set timeout đi. Set timeout. Mình muốn làm một cái set timeout đó. Tại vì khi mà các bạn làm một cái project thiệt á, thì khi các bạn với bộ upload nó vào một cái database này nọ, nó sẽ tốn thời gian này nọ. Thì khi mà nó tốn thời gian thì trong mấy trang web bạn sẽ thấy chữ loading chấm chấm chấm. Rồi sau khi nó load xong nó sẽ hiện cái data ra. Thì cái khoảng thời gian mà nó loading á, thì nó sẽ là cái khoảng thời gian này nè. Cái set timeout nó sẽ làm giúp mình, nó sẽ giả cho mình cái việc đó. Mình có thể đặt là 2000. Thì 2000 ở đây là 2000 giây. À lộn, 2000 mili giây, tức là 2 giây á. Thì cái response của mình nó sẽ là status thành công. Rồi cái JSON. Thì bình thường mình sẽ trả cái JSON là một cái gì đó đó. Nhưng bây giờ mình chỉ đơn giản là trả lại những gì mình đã chuyển thôi. Tại vì mình đâu có database, không có gì hết. Thì cái JSON request body có nghĩa là mình chỉ trả lại những gì mà cái thằng mình nó kêu thôi. Mình chỉ trả lại thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Rồi tiếp tục, để chạy cái server thì phải có app.listen. Cái port của mình sẽ là 8000. Rồi, mình sẽ console.log ra. Server is running đi. À, thì giờ mình chạy các bạn anh thử npm start. Thì nếu nó thành công thì các bạn sẽ thấy chữ server is running. Đây là nó thành công rồi. Thì bây giờ thằng front end mình sẽ phải tạo một cái post request. Thì để làm vậy mình sẽ hận dụng vô Redux của mình lại. Thì back end như thế là xong, đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ vô thằng front end của mình lại. Và trong thằng Redux mình sẽ tạo một cái file, mình đặt tên nó là API request .js. Thì cái file này nó sẽ chuyên handle những cái request. Thì các bạn có thể nghe với những thứ mà làm những thứ này, những cái Redux khác mà làm cái này, ví dụ như là Redux Saga, Redux Toolkit Query, thì đó cũng như là Redux Thunk, không biết là các bạn nghe chưa. Thì ba cái Redux Thunk, Redux Toolkit Query, Redux Saga, thì mấy cái thằng đó là để handle mấy cái API như thế này. Nhưng mà mình cũng có thể handle nó trực tiếp thông qua hàng Redux Toolkit như vậy luôn cũng được. Mặc dù nó sẽ dài dòng hơn, nhưng mà nó sẽ như thế này. Thì trước hết mình sẽ qua cái thằng user slide của mình lại. Đó. Thì mình sẽ không xài cái thằng update này nữa. Tại update này nó chỉ có một cái thôi. Mình sẽ cần ba cái. Trước hết là khi mà nó bắt đầu update là thứ nhất. Tiếp theo là khi mà nó update thành công là thứ hai. Và cuối cùng là khi mà nó update thất bại. Nó sẽ chia ra 3 step như vậy. Thứ nhất là thành công, thất bại và bắt đầu. Đó. Thì để làm như vậy, trước hết mình sẽ tạo hai cái initial state mới. Sẽ đặt là pending hoặc là loading gì đó thì các bạn muốn. Error false. Đó, thì sẽ tạo hai cái này.
thì hai cái thằng này nó sẽ trách nhiệm cho việc là cái này đang chờ và này là có lỗi hay không, thì mình sẽ không sàn update này nữa, comment nó ra đi. Ok, thì để mình làm vậy mình sẽ tạo ba cái reducer khác nhau tượng trưng cho ba cái hành động update khác nhau. Thì thứ nhất là sẽ là update start, các bạn đặt tên gì cũng được hết, update begin, update start gì cũng được hết, nó sẽ nhận một cái state không cần action gì hết tại vì cái này chỉ là bắt đầu thôi. Thì khi mà bắt đầu pending sẽ là true, có nghĩa là sao, pending là true tức là các bạn đang lấy data về thì cái pending nó là true. Thì cái lúc mà pending là true này là chính là cái lúc mà cái chữ loading đó, nó sẽ hiện ra loading chấm 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 hiện ra là khi mà pending true. Rồi giả bộ nếu mà pending lỗi đi, giả bộ update lỗi đi, update error mà lỗi đi, nó hiện lỗi tại vì thiếu dấu phẩy nè, thì thứ nhất có nghĩa là nó đã load xong rồi thì pending nó sẽ là false, load xong rồi là không chờ nữa, pending có nghĩa là chờ. Nhưng mà bây giờ cái error nó sẽ là true tại vì nó bị lỗi rồi, error sẽ là true. Vậy nếu mà nó thành công thì sao, update success state và action luôn nha, phải cần state và action luôn. Thì thứ nhất là nó sẽ không còn pending nữa, nó sẽ không còn pending nữa tại vì chờ xong rồi. Thứ hai error nó sẽ không còn error nữa thì error sẽ là false, thì là hai cái đến từ thằng state. Rồi tiếp tục action ở đây các bạn có thể hình dung ra là action là giống như kiểu action payload này nè, thì đây là lúc mà mình sẽ cập nhật nó, thì đây là lúc mình sẽ cập nhật nó, thì bởi vậy mình chỉ comment nó ra thôi chứ mình không có xóa hết. Thì mình có thể copy toàn bộ logic con này đi đây như thế này rồi mình xóa thằng update đi đó như thế này, thì có nghĩa là khi mà nó thành công nó sẽ không chờ nữa, nó không có lỗi và có thể update được như thế này. Thì đó là ba cái state khác nhau luôn. Rồi bởi vì mình có ba cái thằng reducer khác nhau cho nên mình phải export ba cái ra luôn, update start, update error và update success luôn, ba cái luôn. Rồi giờ mình sẽ qua thằng API request này để mình gọi cái API của mình. Thì trước hết mình phải import nó vào cái đã, import update start update error update success đó, mình phải import nó vào để mình xài nó. Rồi để mà lấy từ API thì mình sẽ install ACS giống như video trước á, mình sẽ install ACS để mình có thể dùng post get bla 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 đó, thì mình sẽ import ACS vào, import ACS from ACS. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái function export const, chứ giờ mà mình lấy mấy cái update start, update error, update success mà vô cái thằng máy phải ngoại thì nó hơi bị rối. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái function đặt tên là update user, một cái function chung luôn đó. Và cái function này sẽ lấy hai thứ, thứ nhất là cái dữ liệu mới của mình là cái thằng updated user hồi nãy đến từ cái thằng edit đó, thì nó sẽ là đặt tên là user. Tiếp theo là cái hành động thì là dispatch, mình sẽ giải thích là tại sao lại có dispatch ở đây tí nữa, mình sẽ giải thích là tại sao lại có dispatch ở ngay đây. Thì đầu tiên nó sẽ dispatch cái update start, tức là khi mà mình vừa thêm cái function này vào nó sẽ chạy cái thằng update start trước, dispatch update start nó sẽ chạy thằng này trước đó, chạy nó trước. Rồi mình sẽ có hai cái try catch để phòng chống nó bị lỗi đó. Thì bây giờ mình có thể dùng thằng ACS rồi, const response ACS chấm post nha, post tại nãy cái backend của mình, cái backend mình nè mình để chấm post nè, trên bởi vậy ACS mình phải để post. Và post request là các bạn phải upload một cái gì đó lên, thì trước hết cái wrap nó sẽ là set v1 set update. Rồi cái data mà bạn muốn post nó lên nó sẽ là thằng user đó. Nhưng mà tại vì như cái video trước mình nói, cái thằng này nó sẽ tốn thời gian
cụ thể là nó sẽ tốn 2 giây. Đó, dưới đây là nó sẽ tốn 2 giây để làm xong. Bởi vậy mình sẽ phải dùng async function. Asynchronous. Này sẽ là await. Đó, để phải đợi nó làm xong. Thì khi mà nó làm xong rồi, mình sẽ dispatch thành công. Mình sẽ chạy cái reducer thành công đó, rest data. Có nghĩa là sao? Thì bây giờ khi mà nó lấy được từ thằng này rồi, mình sẽ gọi cái update success này là bên đây nè, update success. Và trong cái update success này mình sẽ chuyển cái rest.data, tức có nghĩa là mình sẽ chuyển mấy cái name, mấy cái about age này nó là thằng dưới đây sẽ làm. Đó. Rồi nếu mà nó không thành công thì dispatch update error. Update error thì không cần gì hết, tại vì mình đâu có cần pass gì vào đâu, nó đâu có action đâu, nó chỉ có state thôi. Thì bởi vì nó chỉ có state thôi, bởi vậy bạn thấy là update store với update error nó không có gì đi truyền vào hết. Thì đầu tiên á, mình phải vào package JSON nè, để mình thêm cái localhost 8000 vào cái đã. Chứ ở đây mình xài sạc v1 sạc update thôi à. Thì mình sẽ phải thêm thằng proxy vào. Proxy. Thì proxy của mình sẽ là localhost 8000. Như thế đó. Rồi. Ok. Thì thế là xong cho cái phần này. Rồi, bây giờ mình sẽ thay đổi cách kêu của nó nha. Mình vô thằng edit lại. Thì mình sẽ không để dispatch updated user như vậy nữa. Tại vì mình đâu có thằng update này nữa đâu. Mình đã đổi tên nó thành update user rồi. Thì bây giờ mình phải thay đổi như thế luôn. Thì thay vì như thế, mình sẽ xóa này đi. Nó sẽ thành update user. Để coi nó có import cho mình chưa. Update user. Nó chưa import cho mình thì mình phải import vào. Đó, update user. Đến từ thằng API request nè. Thì update user. Đúng tên chưa? Ok, đúng tên rồi. Thì các bạn nhớ là thằng update user. Nè, nó sẽ lấy user như lấy cái dispatch vào. Thì user tức là cái thằng updated user này nè. Thì bỏ updated user vào thôi. Rồi dispatch tức là cái hành động dispatch mình. Tên từ use dispatch. Từ cái hook use dispatch. Trong đây thôi. Đó. Là như thế. Rồi lưu lại là nó đã thành công. Thì giờ mình bấm npm start. Chạy lại cái phần này cho bạn coi. Rồi bây giờ nó sẽ như thế nào. Để cho cái state của nó biến mất đi. Đó. Giờ mình bấm edit. John, 25 tuổi. I'm a nerd. Team, chọn team này đi. Save. Đó, update start. 2 giây, success. Thấy chưa? Update start, bắt đầu. Tại vì cái API call của mình nó tốn tới 2 giây. Như nãy mình nói, bây giờ nó sẽ gọi success. Và bây giờ sẽ update. Đó. Rồi, giả bộ. Nếu mà mình chỉnh cái API wrap nó lại. Mình không để update nữa, mình gõ loạn xạ đi. Đó, mình gõ từ lửa hết. Thì để coi nó sẽ hiện cái thằng nào ra nha. Giả bộ mình đặt tên là Ray Real gì đó, ai biết, 34. À, ra, ra, ra. Ông này. Này, này. Save lại. Đó, bây giờ nó sẽ hiện update error. Tại vì cái API route mình đã đổi rồi, nó bị sai, thì bây giờ nó sẽ bị error. Và các bạn thấy là nó không thay đổi cái của mình. Đó. Thì giờ để mình đổi lại cái đúng. Nhưng mà chưa hết đâu. Thì khi mà các bạn làm như vậy á, các bạn có thể lấy nó ra nữa. Thì mình có thể giải thích cho các bạn. Trong đây. App.js. Bây giờ, nếu mà nó lỗi thì nó như thế nào? Tại vì nếu mà nó lỗi mà mình không báo lỗi thì nó hơi kỳ. Giả bộ còn nếu nó đang tải dữ liệu, mình phải hiện cái chữ loading ra để cho người ta biết là cái thông tin của người ta đang được chạy. Thì bởi như thế, mình sẽ tạo một cái biến gọi là pending đi. Mình sẽ dùng thằng useSelector state. Mình sẽ lấy từ thằng user ra. Chấm user, chấm pending. Đó, thì cái này nó lấy từ cái thằng initial state pending ra thôi. Tương tự, mình có thể lấy thằng error ra. useSelector. Selector.
state.user.error. Đó, mọi người thấy lấy như vậy ra. Rồi, giả bộ khi mà nó bị lỗi thì cái thằng này sẽ là true. Thì mình có thể xài additional, mình có thể xài conditional at rendering để làm việc đó. Thì mình sẽ làm như sau. Nếu mà nó không fetch được cái data thì sẽ như thế nào? Trước hết là mình sẽ bị mất cái thằng edit đi trước cái đã. Tại vì mình muốn hiện cái lỗi nó ở ngoài cái trang chủ chứ không phải là trong cái mục edit. Và cái error nó là true thì nó sẽ render một cái gì đó. Thì giờ bọn nó render cái message đơn giản thôi, nó sẽ render cái chữ là, mình đặt cái class name nó là error đi. Right, error. Error when fetching data from server. Đó, khi mà nó có lỗi nó sẽ hiện cái này. Còn khi mà nó đang load thì nó sẽ hiện cái gì? Thì để mình xem khi mà đang load nó sẽ hiện cái gì. Đó, thì khi mà đang load pending mà nó là đúng thì tương tự như thằng error nó sẽ hiện một cái message gì đó. Class name đặt là loading hay là pending gì đó tùy các bạn. Đó, loading .. lưu lại. Rồi, giờ thử thôi. Đó, error là tại vì hồi nãy mình bị lỗi nè, bây giờ mình load nó lại. Edit. Mark. Tên gì cũng được hết. 35. I'm a guy. Chọn ông Rory này đi. Rồi, giờ các bạn tập trung vào cái màn hình này nha. Các bạn sẽ thấy loading 1, 2, hiện. Đó, nó sẽ loading 2 giây, rồi xong nó mới hiện cái này. Rồi, các bạn cũng thấy đây là 2 giây xong nó sẽ hiện update success. Quan trọng là cái chữ loading á, nó sẽ hiện cái chữ loading ra. Rồi, giả bộ nếu mà nó lỗi, một lần nữa, nếu mà nó lỗi. Nếu mà mình gõ tầm bậy ở đây. Rồi, giờ mình edit nó. Đặt tên là tu đi, em biết. Đặt đại tên đi. Đó, đặt tên chọn này đi. Chọn màu cam đi. Thì nó lỗi mà nên chọn gì đó được. Save. Thì các bạn sẽ thấy là nó bảo là error when fetching data from server. Nhưng mà nó vẫn giữ thằng mark là cái thằng hồi nãy mà mình thành công á. Đó, thì đó là cách mà các bạn có thể handle cái API call đến từ server và hiển thị lỗi cái kiểu. Thì đó là cách mà các bạn xài. Thì ngoài cái thằng này ra, cái thằng toolkit này ra, các bạn có thể xài Redux Thunk hoặc là Redux Saga để làm những thứ như này. Nhưng mà nếu các bạn có thể xài Redux Toolkit thì nó sẽ hơi dài dòng hơn một tí thôi. Thì các bạn phải tạo tới thêm 3 cái khác nhau, Start, Error và Success. Thì nếu mà bạn nào thích thì bạn có thể làm. Còn mình thì mình quen cách này hơn thì mình làm cách này. Đó. Thì trước hết cái project của tụi mình nó chưa có hoàn thiện cho lắm, nó còn thiếu cái chỗ mà tạo thêm block. Bây giờ nó chỉ có xong phần edit thôi. Thì cái phần edit nó thành công, được cái phần edit là hay rồi. Đó, nó được cái phần edit là hay rồi. Để mình chỉnh cái request nó lại cho đúng. Thì cái project mình nó được phần edit là ok rồi. Loading. Đó, thì khi mà bạn loading thì nó sẽ hiện ra là nó đúng rồi. Đó, thì cái project mình part 1, phần đầu tiên nó sẽ như thế này. Còn cái phần tạo block này nọ mình sẽ để vào video sau hoặc là phần sau, mình chưa rõ nữa. Đó. Thì trước hết thì nó sẽ như thế này. Các bạn nào nhớ thì tải cái Redux extension này về, nó sẽ rõ ràng hơn. Đó, nó sẽ hiện tất cả cho các bạn luôn thì nó sẽ dễ hơn. Ok. Thì cái part 1 nó kết thúc tại đây nha. Ok. Thì đó là phần đầu tiên ở trong project của chúng ta. Thì qua phần 1 này chúng ta đã làm được một cái edit nhỏ nhỏ. Ok, thì đó là phần đầu tiên ở trong project của chúng ta. Thì qua phần 1 này chúng ta đã làm được một cái edit nhỏ nhỏ để có thể thay đổi tên nhân vật, tuổi cũng như là phần about của nhân vật, cũng như là thay đổi avatar, nhìn rất là dễ thương phải không? Thì trong cái phần 1 này các bạn đã được học qua thêm về React cũng như là Redux Toolkit. Thì ở trong phần 2 chúng ta sẽ bắt đầu với việc làm cái nút tạo block này nọ. Khi nhấn post thì nó sẽ tạo cái block cũng như là những cái tag.
Thì ở phần 2 chúng ta sẽ tiếp tục với React cũng như Redux và Redux Toolkit, và cũng có thể thêm nhiều thứ mới mẻ nữa. Thì nếu bạn nào mong chờ phần 2 thì nó sẽ ra sớm thôi, và nó cũng sẽ ngắn thôi nên các bạn đừng lo. Rồi, nếu bạn nào muốn ủng hộ mình thì có thể like, subscribe cho channel của mình. Ok, keep coding and have fun.